Vâng, hiện tại thì trên màn hình quý vị đang là một bộ bàn ghế dòng khuỳnh, hay còn gọi là bộ bàn ghế ngây đẩy đấy, và một chiếc các kệ tivi, một bộ đồng hồ. Đây là bộ sản phẩm combo phòng khách chúng tôi là hoàn thiện cho anh Ti ở tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Toàn bộ sản phẩm này thì đều là chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu. Tổng thể sản phẩm này 100% chất liệu gỗ hương. Đi vào chi tiết hơn thì tôi giới thiệu với các bạn là đây là bộ xin lỗi, đây là chiếc đoạn dài của bộ ghế. Do bây giờ nó cũng khá chiều muộn rồi nên là ánh sáng nó không tốt lắm, máy quay nó không lấy nét được. Đó là đoạn dài của bộ ghế, theo là phần bàn, bàn cổ ngăn kéo và được đục chạm long ly vi phượng ở giữa. Hình ảnh không được tốt lắm nên tôi giới thiệu qua quý vị nhé, tôi sẽ giới thiệu một video khác nó chi tiết hơn, hình ảnh đẹp hơn. Đây là chiếc đoạn ghế nhỏ, hai chiếc ghế nhỏ và chiếc đôn trải. Khá là cháy sáng. Hai chiếc ghế nhỏ đấy. Rồi còn phía trong này là chiếc kệ tivi mõ sừng trâu kích thước 2m4. Cũng khá là VIP. Chiếc kệ này thì là được chọn vân rất là đẹp. Vân gỗ quý vị thấy vân hoàn toàn tự nhiên. Phần cánh thì là được làm dày và đục rất là sâu, sâu hơn những cái sản phẩm kia rất là nhiều. Quý vị có thể thấy được nó nổi lên khung cánh rất là dày. Máy quay nó không lấy nét được do là ánh sáng nó kém. Đó, tổng thể chiếc kệ đây quý vị nhé. Và tiếp theo là đến chiếc đồng hồ Cố Tiên. Đồng hồ cây Cố Tiên cũng bằng gỗ hương đá. Đấy, phía trên này có hai tượng này, hoa lá tây này. Còn phần mặt đồng hồ chúng tôi tháo ra để hoàn thiện rồi, chưa lắp vào. Đó, đây là tượng Cố Tiên. Đây là một trạm rất là đẹp, rất có hồn. Đó. Tôi đứng xa ra một chút thì quý vị có thể thấy được là toàn cảnh chiếc đồng hồ đây rất là cao. Tôi phải đứng máy quay ra tận xa này mình quý vị thấy được hết được, rất là cao. Đó, tôi đi cho quý vị nhìn toàn cảnh bộ sản phẩm nhé. Rồi, mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại trên màn hình là 0987 510 86. Cơ sở địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Website là đồ gỗ tùng8.com. Bộ sản phẩm rất là hoành tráng luôn. Ok, hoành phòng khách vị rất là hoành tráng, cực kỳ là đồ sộ hoành tráng luôn. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những clip khác.